Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 31 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, trận lũ lụt năm 2020 vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức người dân Trung Quốc và sau 3 năm, năm nay lại tiếp tục xuất hiện lượng mưa lớn. Gần đây, 9 tỉnh Hồ Nam, Quảng Đông đã bị mưa lớn tập kích, hơn 80 con sông vượt mức cảnh báo. Các quan chức Bộ Thủy lợi cho biết không loại trừ khả năng lũ lụt. Kể từ ngày 27 tháng 7, 9 tỉnh thành ở Trung Quốc bao gồm Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây đã xảy ra mưa lớn. Lượng nước có thể hơn 80 con sông đã vượt trên mực nước cảnh báo và một số thành phố đã xảy ra lũ lụt. Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy, ngày 28 tháng 7, ở thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây, mưa xối xả và thành phố như biến thành đại dương. Vào ngày 29 tháng 7, thành phố Vũ Di Sơn ở Phúc Kiến cũng xuất hiện lũ lụt. Theo thông tin giám sát của Bộ Thủy lợi Trung Quốc, trong số 80 con sông này, có 34 con sông nằm trong hệ thống sông Ô Giang, một đoạn thuộc Tam Hiệp, hệ thống sông Hồ Động Đình và hệ thống sông Hồ Bà Dương thuộc lưu vực sông Trường Giang, mực nước vượt ngưỡng dao động từ 0,2m đến 3,52m. Trong đó, toàn bộ con sông Tương Giang thuộc hệ thống sông Hồ Động Đình vượt mức cảnh báo. Tính đến 12 giờ ngày 28 tháng 7, mực nước vùng hạ lưu của sông Sương Giang, Lạc An Hà, Tín Giang, Tu Hà thuộc hệ sông Hồ Bà Dương vẫn vượt mức cảnh báo từ 0,5m đến 1,75m. Mực nước của dòng chính khu vực hạ lưu sông Trường Giang, Hồ Động Đình và Hồ Bà Dương cao hơn mức cùng kỳ các năm từ 2,25m đến 4,52m và thấp hơn mực nước cảnh báo từ 1,45m đến 2,8m. Cùng ngày, ông Vương Vi, Giám đốc Phòng Thông tin Kỹ thuật của Cục Phòng chống lũ lụt và hạn hán Bộ Thủy lợi Trung Quốc nói với báo chí rằng tình hình hiện tại cho thấy tình hình lũ lụt năm nay nằm trong mức bình thường của năm, nhưng không loại trừ khả năng xảy ra lũ lụt trong giai đoạn sau. Ông Vương đặc biệt nhắc nhở rằng các bộ phận liên quan nên chú trọng vào tình hình lũ lụt ở lưu vực sông Trường Giang, đưa ra thông tin cảnh báo sớm kịp thời và thực hiện các biện pháp phòng chống và ứng phó. Dự báo tình hình sắp tới, trong ngày mùng 1 tháng 8 đến mùng 3 tháng 8, dự báo có mưa vừa đến mưa to ở Giang Hoài, Giang Nam, phía Bắc Hoa Nam, Quý Châu, Hồ Bắc. Cục bộ có mưa rất to. Dự kiến trong một tuần tới, mực nước của Hồ Động Đình, Hồ Bà Dương, dòng chính ở Trung và Hạ Lưu sông Trường Giang sẽ dâng cao thêm. Trong đó, mực nước của trạm Tinh Tử trên Hồ Bà Dương có thể vượt mức báo động. Ngoài ra, từ tháng 6 đến tháng 8 là mùa mưa ở Trung Quốc, dự kiến lũ lớn có thể xảy ra ở Trung Du sông Hoàng Hà, một phần của hệ thống sông Hải Hà và sông Tùng Hoa, sông Châu Giang, Thái Hồ và sông Liêu Hà có thể xảy ra lũ lụt. Sông Trường Giang và sông Hoài Hà cũng có khả năng xuất hiện mưa to, cục bộ và gây ra lũ lụt. Các chuyên gia khí tượng nhắc nhở rằng, thời gian này có khả năng cao sẽ xuất hiện các hiện tượng nguy hiểm như lũ ống, thảm họa địa chất hoặc lũ lụt trên các sông vừa và nhỏ ở khu vực miền Trung và Bắc Giang Tây, phía Tây Chiết Giang và phía Bắc Phúc Kiến. Các khu vực này cần chuẩn bị tốt công tác phòng chống thiên tai. Vào thời điểm cùng kỳ năm ngoái, lũ lụt tràn lan ở miền Nam Trung Quốc kể từ cuối tháng 5, Trung và Hạ Lưu sông Trường Giang, lưu vực sông Hoài Hà, Tây Nam, Hoa Nam và các khu vực ven biển ở Đông Nam Trung Quốc đã xảy ra lũ lụt trên diện rộng do mưa liên tục. Từ tháng 6 đến tháng 9, 70% huyện và thành phố ở Trung Quốc bị mưa lớn tập kích, hơn 700 con sông trong tình trạng vượt mức cảnh báo và nhiều sông hồ đồng thời bị ngập lụt. Theo truyền thông Trung Quốc, đó là trận lũ lụt tồi tệ nhất kể từ năm 1998 đến nay. Tuy nhiên, đối mặt với lũ lụt khủng khiếp, người dân Trung Quốc chỉ có thể âm thầm chịu đựng thảm họa. Rất hiếm khi các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc đến khu vực thảm họa để thị sát. Nhiều nạn nhân mất nhà cửa không thể nhận được hàng cứu trợ, khốn khổ vì tìm kế sinh nhai. Năm nay, một mùa lũ nữa lại về, có không ít người dân Trung Quốc đang lo lắng về điều này. Kính thưa quý vị, dù sắp bước sang tháng 7, nhưng vào ngày 27 tháng 7, nhiều nơi ở thành phố Cát Lâm đột nhiên xuất hiện tuyết rơi bất thường. Trong cùng ngày, tại huyện Nhược Nhĩ Cái, tỉnh Tứ Xuyên cũng có tuyết rơi dày đặc. Dị tượng thiên nhiên này khiến cư dân mạng bàn luận sôi nổi. Tuyết rơi tháng 6 ở Cát Lâm nằm trong danh sách từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Weibo. Cư dân mạng đại lục cảm thấy thời tiết năm nay rất bất thường. Tờ Headliner của Hồng Kông đưa tin hôm 27 tháng 7 rằng nhiều nơi ở Cát Lâm xuất hiện tuyết rơi, núi Trường Bạch cũng bị tuyết bao phủ trắng xóa như thể đã bước vào mùa đông. Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy nhiều nơi ở Cát Lâm đã bị tuyết trắng bao phủ, bao gồm bãi đậu xe Lộ Thiên của một khu dân cư. Bài báo trên nói rằng cảnh tượng này giống như một thế giới cổ tích giữa đời thực, nhưng cư dân mạng lại có những quan điểm khác nhau. Có cư dân mạng cảm khái nhận xét,
tôi cảm thấy thời tiết năm nay rất kỳ quái, đây phải chăng là điểm báo lớn, còn ngưỡng mộ gì nữa chứ? Trời đất, thế giới này hỗn loạn thật rồi. Một cư dân mạng khác thì cho rằng trận tuyết rơi vào đầu tháng 5 là đủ bất thường rồi, nhưng cuối tháng 6 vẫn có tuyết, có thể nói là tuyết rơi mùa hè rồi. Không chỉ Cát Lâm có tuyết rơi, cũng trong ngày 27 tháng 7, Thảo Nguyên Nhược Nhĩ Cái, tỉnh Tứ Xuyên cũng bị tuyết bao phủ trắng xóa. Đài phát thanh và truyền hình Tứ Xuyên đưa tin rằng, vào ngày 27 tháng 7, huyện Nhược Nhĩ Cái xuất hiện tuyết rơi dày. Ngoài ra, trên mạng cũng lan truyền đoạn video quay lại cảnh tuyết rơi dày tại thành phố Mạc Hà, tỉnh Hắc Long Giang vào chiều ngày 27 tháng 7. Trước đó, vào ngày 28 tháng 7, trong khi nhiều khu vực khác ở Trung Quốc đang có thời tiết nóng và ẩm ướt, thì trên cao nguyên Bayan Bulak, Tân Cương đã xảy ra các trận bão tuyết khiến ngựa, bò và cừu không có cỏ ăn. Tuyết rơi mùa hè là một dị tượng thiên nhiên cực kỳ hiếm thấy. Theo văn hóa truyền thống của Trung Quốc, nơi nào xuất hiện tuyết rơi mùa hè chứng tỏ nơi đó có những nỗi oan khuất thấu trời. Theo giới truyền thông đưa tin, trong những năm gần đây, chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thành lập các trại cải tạo ở Tân Cương. Đảng Cộng sản Trung Quốc gọi hành động này là để chống chủ nghĩa cực đoan và tiến hành giáo dục lại người dân địa phương. Các chuyên gia của Liên Hợp Quốc cho biết có thể có hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và các dân tộc thiểu số Hồi giáo khác đang bị giam trong các trại cải tạo này. Các nhà hoạt động nhân quyền cho rằng những người này đã bị ngược đãi, tra tấn tâm lý, tẩy não, thậm chí là bị giết hại. Việc chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc xâm phạm quyền lợi của các dân tộc thiểu số như người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương cũng bao gồm việc bóc lột về mặt kinh tế. Thưa quý vị, do hoàn lưu ngoại vi của cơn bão vừa qua đã gây ra một cơn lốc xoáy quy mô nhỏ, các chuyên gia khí tượng xác nhận lốc xoáy xảy ra ở Thuận Đức, Phật Sơn, Phiên Ngung, Quảng Châu và Hải Phòng, San Vĩ, đã khiến cho 5 người thiệt mạng và 168 người bị thương ở Thuận Đức, Phiên Ngung. Ngoài ra, lốc xoáy còn gây mất điện trên diện rộng ở Phật Sơn, Quảng Châu, trong đó có khu vực rộng lớn Phiên Ngung, Hải Châu, mất điện nước, đèn giao thông không hoạt động, bãi đỗ xe tắc nghẽn. Được biết, các khu vực mất điện chính ở Quảng Châu là quận Phiên Ngung và quận Hải Châu và một số ít người dùng ở quận Lý Vạn cũng bị ảnh hưởng. Sau khi sự cố xảy ra, Quảng Châu đã triển khai ứng phó khẩn cấp cấp 1 với tình trạng mất điện trên diện rộng do ảnh hưởng của thời tiết cực kỳ xấu. Trạm 500 kV Quảng Nam đã bị mất điện áp và mất điện. Đợt cuối cùng gồm 14.453 người dùng có điện trở lại vào lúc 22 giờ 04 phút. Cho đến nay, 409.000 tất cả người dùng đã khôi phục nguồn điện bình thường. Tính đến thời điểm báo chí đưa tin, thị trưởng thành phố Quảng Châu Trần Kiến Hoa vẫn đang chỉ huy hiện trường tại trạm 500 kV Quảng Nam dưới trời mưa. Vào khoảng 5 giờ chiều ngày hôm qua, do ảnh hưởng của sự cố mất điện, việc cung cấp nước của nhà máy nước Nam Châu đã bị đình chỉ. Áp lực nước ở quận Hải Châu và quận Phương Thôn bị ảnh hưởng ở một mức độ nào đó, nhưng áp lực cấp nước ở các khu vực khác thì không ảnh hưởng. Công ty cấp nước thành phố ngay lập tức kích hoạt hệ thống cấp nước khẩn cấp. Đến 18 giờ 40 phút đã khôi phục nguồn điện, nhà máy nước Nam Châu tiếp tục cấp nước bình thường. Đến 19 giờ 15 phút, áp lực cấp nước tại các khu vực bị ảnh hưởng dần trở lại để bình thường. Tối ngày 30 tháng 7, quận Phiên Ngung, thành phố Quảng Châu cũng đã đưa tin. Vào khoảng 17 giờ ngày 30 tháng 7, một trận lốc xoáy dữ dội đã xảy ra ở thị trấn Nam Thôn và thị trấn Thạch Thất của quận Phiên Ngung, gây thiệt hại nhiều ngôi nhà trong khu vực. Theo thống kê sơ bộ, có tổng cộng 2 người chết và 87 người bị thương, trong đó có 7 người bị thương nặng, còn lại 80 người bị thương nhẹ. Trạm biến áp 500 kV Quảng Nam bị mất điện áp và một số khu vực của thị trấn Nam Thôn, thị trấn Shiji, thị trấn Tân Tạo, thị trấn Hoa Long, thị trấn Thạch Lâu, đường Trung Thôn và đường Đa Si bị cắt điện và đã được nối lại nguồn điện bình thường. Các phòng ban liên quan của quận Phiên Ngung cho biết hệ thống quận 120 đã khẩn trương kích hoạt phản ứng khẩn cấp, đồng thời nhanh chóng điều động 12 xe cứu thương và đội y tế khẩn cấp đến ứng cứu những người bị thương. Đồng thời, nhiều công tác cứu hộ cũng đang được tiến hành đồng loạt. Văn phòng thông tin chính quyền thành phố Phật Sơn đêm ngày 30 tháng 7 đã báo cáo rằng 5 quận ở Phật Sơn đã bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau vào chiều ngày 30 tháng 7 do cơn bão cầu vồng và các khu vực xung quanh cũng như những cơn lốc xoáy bất ngờ. Ngoài ra, dưới điện Phật Sơn cũng ảnh hưởng nghiêm trọng với tổng số 68.751 khách hàng bị ảnh hưởng. Tính đến 21 giờ 30 phút, vẫn còn 13 đường dây bị lỗi trong thành phố, chưa thực hiện giao điện cho tất cả khách hàng. Các khu vực mất điện chủ yếu ở Đại Giang và Cổ Giao, ở Trấn Thành, Đại Đôn và Lạo Thôn, ở Lạc Công, ở Thuận Đức, Hoàng Dung ở Bắc Giao và Dương Nga ở Luân Giao. Trong khu vực Thập Bản có khoảng 12.753 hộ gia đình, nhưng sẽ mất nhiều thời gian hơn để sửa chữa.
Chiều hôm qua, 4 thị trấn và đường phố Luân Giao, Lạc Lưu, Bắc Giang và Nhạc Công ở quận Thuận Đức của thành phố Phật Sơn đã bị lốc xoáy tấn công. Lạc Công, Nhạc Bộ, Lương Thôn, Lão Thôn, Đại Đôn, Tiểu Sung và các làng khác bị ảnh hưởng. Tính đến 22 giờ, tổng cộng đã có 3 người thiệt mạng và 81 người bị thương, trong đó có 6 người bị thương nặng. Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại về tài sản như sau. 5 cổ điện cao thế, 11 khu nhà xưởng ở phố Lệ Lưu bị hư hại, 10 nhà kho nuôi cá bị sập, 16 khu nhà xưởng ở thị trấn Bắc Giao bị hư hại, một số nhà bị tốc mái nghiêm trọng. Phố Luân Giao có khoảng 60 nhà máy bị hư hại ở các mức độ khác nhau, 10 ngôi nhà tư nhân và 15 nhà kho của trang trại bị hư hại. Khoảng 90 nhà máy ở thị trấn Lạc Công bị hư hại ở các mức độ khác nhau. Vào lúc 17 giờ 10 phút ngày 30 tháng 7, một cơn lốc xoáy đã nổ ra ở khu vực Phiên Ngung, Quảng Châu, thổi bay các tấm sắt, nhựa và các mảnh vụn khác đến trạm biến áp 550 kV Quảng Nam, khiến trạm biến áp phải ngừng hoạt động và mất điện trên diện rộng ở quận Hải Châu, huyện Phiên Ngung và các khu vực khác. Theo thống kê sơ bộ, khoảng 409.000 người dùng đã bị ảnh hưởng và nhiều nơi khác bị mất điện đã trực tiếp ảnh hưởng đến mạng WeChat. Đèn trong nhà chập chờn vài lần rồi đột nhiên mất điện. Vào khoảng 17 giờ 10 phút, cô Ly sống ở đường Nam Châu, quận Hải Châu phát hiện toàn bộ khu dân cư bị mất điện. Trong giây lát, cô Ly phát hiện ra rằng cô sống ở quận Hải Châu, những người bạn ở quận Phiên Ngung và những nơi khác nói rằng điện của họ gần như bị cắt cùng một lúc và một số thậm chí còn bị cắt nước. Nhiều cư dân mạng bình luận thang máy nhà họ bị mất điện và phải leo thang bộ 10 đến 20 tầng. Có người chỉ nói đơn giản là ra ngoài chơi cho đến khi có điện mới về. Bà Lưu sống tại Chí Cương, quận Hải Châu cho biết, vào khoảng 17 giờ toàn bộ khu nhà của 90 hộ dân tối đen như mực. Cô lục tung các hộc tủ để tìm một chiếc đèn pin sạc, nhưng vì lâu không dùng nên chiếc đèn pin đã hết điện. Cô muốn ra ngoài mua đèn pin lại phát hiện một số siêu thị lớn cũng đã mất điện. May mắn thay ở nhà không bị cắt nước nên cô Lưu đã lấy một chiếc son kiểu cũ để nấu cơm và ăn tối dưới ánh nến. Anh Chen, một người dân đến làng Tây Giao trên đường Nam Châu vào lúc 17 giờ ngày 30 tháng 7 để dự tiệc cưới tại nhà, thì không ngờ bị ảnh hưởng vì mất điện do bão. Cuối cùng, dân làng trong nhà lấy đèn pin và nến phân phát cho từng bàn ăn tiệc cưới truyền thống, bỗng trở nên tràn ngập không khí lãng mạn. Vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 30 tháng 7, một phóng viên của Tân Khuê Bảo lái xe về phía bắc từ quận Hải Châu đến quận Việt Tú. Dọc đường, họ phát hiện hầu hết các nhà hàng đông khách nhất trong kỳ nghỉ lễ đều đóng cửa. Một số chủ cửa hàng vội vàng mua nến về thắp cho gia đình trong bữa tối sum họp thành bữa tối dưới ánh nến. Đèn đường vụt tắt, những tòa nhà chọc trời hai bên đường tối đen như mực khiến người ta khó tin đây là Quảng Châu, thành phố không bao giờ ngủ. Tại ngã tư đường Đông Tiều Nam và đường Ưng Phong, trời tối đen như mực vì mất điện, đèn giao thông cũng ngừng hoạt động, rất đông người dân dưới mưa vội vã về nhà tranh giành đường với các phương tiện cơ giới. Vào lúc 17 giờ 09 phút, một cư dân mạng đã đăng trên Weibo: "Thời tiết này rất áp bức với một chiếc eo nhỏ." Biểu cảm hoang vắng cùng với tháp Quảng Châu cao chót vót trông thật độc đoán. Chỉ sau khi bình tĩnh trong 4 phút, anh ấy đã đăng một Weibo khác: "Ngay khi chúng tôi đến tháp Canton, điện đã tắt và cuộc sống của chúng tôi đã ổn định. Sự tương phản quá lớn khiến anh ấy có một biểu cảm chết lặng." So với Asong, khách du lịch trên tháp thậm chí còn buồn hơn và cư dân mạng Agency đã đặt câu hỏi: "Tháp Canton bị mất điện, đi xuống cầu thang không khổ sao? Ở Tiểu Mãn Giao bị mất điện và cư dân mạng thất vọng nhất là khi xem một buổi hòa nhạc." Anh ấy nói: "Đây là lần đầu tiên sau 5 năm tôi không thể lên tháp Canton." Vào khoảng 18 giờ 22 phút, một cư dân mạng đã đưa ra một tiểu blog với nội dung thông báo cúp điện như sau: "Thời tiết bị ảnh hưởng do cơn bão, sự cố mất điện trên diện rộng đã xảy ra ở tháp Canton và các khu vực lân cận. Hiện tháp Canton đã ngừng bán vé mà mở cửa. Kích hoạt hệ thống chiếu sáng khẩn cấp và sơ tán khách du lịch khỏi tòa tháp." Giờ làm việc trở lại cụ thể vẫn chưa được biết, vui lòng chú ý đến Canton Tower Weibo. Vào khoảng 7 giờ tối ngày 30 tháng 7, Weibo cho biết việc cung cấp điện cho tháp Canton đã được khôi phục và tất cả các cơ sở trong tháp đều mở cửa bình thường cho công chúng. Chúc các bạn có một chuyến tham quan tháp vui vẻ! Thưa quý vị, hoàn lưu ngoại vi của cơn bão đã gây ra lốc xoáy quy mô nhỏ. Các video về lốc xoáy ở Thuận Đức, Phật Sơn, Hải Phòng, Sán Vĩ và Phiên Ngung, Quảng Châu đã được lan truyền trong giới bạn bè vào ngày 30 tháng 7. Theo khảo sát tại chỗ của các chuyên gia khí tượng, phân tích hình ảnh dội lại radar và xem video, lốc xoáy thực sự đã xảy ra ở 3 khu vực này, trong đó có lốc xoáy trên đất liền ở Thuận Đức, Phật Sơn và Phiên Ngung, Quảng Châu và vòi rồng ở Hải Phòng, Sán Vĩ có lốc xoáy nhỏ hơn. Ngoài ra, Cục Khí tượng cũng nhận được câu hỏi của người dân quận Hải Châu, Quảng Châu về việc chiều ngày 30 tháng 7 có xảy ra lốc xoáy ở khu vực này hay không. Hiện tại, chưa có đủ dữ liệu để khẳng định có lốc xoáy xảy ra ở quận Hải Châu hay không, các chuyên gia giải thích.
Lốc xoáy ở Quảng Đông chủ yếu xảy ra vào giữa mùa hè và là mùa chịu ảnh hưởng của xoáy thuận nhiệt đới. Cho đến nay, cơn lốc xoáy ở Phật Sơn là trường hợp đầu tiên kể từ khi có hồ sơ dữ liệu. Nguyên nhân của trận lốc xoáy lần này là do hoàn lưu xung quanh bão đã kích hoạt một cơn lốc xoáy quy mô nhỏ. So với quy mô của một cơn bão, lốc xoáy chẳng khác nào vụ phun sương nhỏ giữa biển bão. Nếu không có video bằng chứng do cư dân mạng chụp lại thì khó có thể phân biệt được nó với hoàn lưu bão. Khi một cơn bão đến, nó không chỉ có thể mang theo ảnh hưởng của gió, mưa và thủy triều mà còn có thể tạo ra thời tiết đối lưu mạnh như lốc xoáy và gió giật, do hoàn lưu bão độc nhất vô nhị. Lốc xoáy tuy không kéo dài nhưng đủ sức công phá những ngôi nhà làm bằng bê tông cốt thép. Về mặt địa lý, châu thổ sông Châu Giang bằng phẳng và dễ bị lốc xoáy. Tại Phật Sơn, nơi lốc xoáy thường xuyên xảy ra nhất ở Quảng Đông, Cục Khí tượng địa phương đang lên kế hoạch xây dựng trung tâm nghiên cứu lốc xoáy đầu tiên của đất nước. Dự báo và cảnh báo sớm lốc xoáy là một vấn đề khó khăn ở Hoa Kỳ, nơi có nhiều bão nhất, và địa hình của Phật Sơn là một phiên bản thu nhỏ của Hoa Kỳ. Hy vọng rằng sau khi thành lập trung tâm sẽ có thêm thời gian để cảnh báo sớm thông qua nghiên cứu. Theo dữ liệu do Cục Khí tượng Phật Sơn cung cấp, trong 7 năm từ năm 2006 đến năm 2013 đã có 15 cơn lốc xoáy được ghi nhận ở Phật Sơn. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.